Vì đây thì chưa là chúng mình đã vào năm học cũng được gần một tháng rồi. Nhưng mà do là dạo này quá bận, thế nên là đến tận bây giờ mình mới có thời gian để làm một cái video update cho mọi người xem về cuộc sống hiện tại của mình. Kiểu bây giờ đang là cuối thu rồi, thời tiết mát mát lạnh lạnh, xong thì ăn bánh mì nóng ngon cực kỳ luôn ý. Với cả do mình đang đói nữa, thế nên là cái gì cũng ngon hết. Không biết chờ mọi người sao chứ chờ mình là bắt mặc đồng phục cả tuần luôn á, trời ơi. Thôi mình thì ở trên tầng 3, thế nên là sáng nào mình cũng một tập thể dục hết. Đối với mình thì leo được đến lớp đã là một kỳ tích lắm rồi ấy, mọi người ạ. Mọi người ơi, mình chợt nhận ra một cái gọi là một cái triết lý là ai rồi cũng phải đứng ngoài cửa lớp vì quên chìa khóa thôi. Phương châm sống của mình là có thức mới vực được đạo, thế nên là ăn uống cứ phải ưu tiên hàng đầu. Hôm nay thì mình được mẹ đưa đi học, do là hôm qua sẽ hết điện, thế nên là mình phải để xe sạc ở trường ấy. Mà kiểu trường mình không có chỗ sạc xe, thế nên là mình phải sạc nhỏ trong nhà vệ sinh, trời ơi. Nhiều khi mình vẫn không thể tin nổi là mình đã học lớp 12 rồi mọi người ạ, kiểu là nhanh một cách đáng sợ ấy. Và giờ thì mở khóa để đi vào lớp thôi chứ mình mệt quá rồi. Do là mình đi học sớm quá nên là lớp vắng tanh à. Mình nghe nói là âm nhạc có khả năng chữa lành tâm hồn cực mạnh đấy. Kiểu cái hồi mà mình mới vào cấp 3 ấy, mọi người, mình cứ tự nhủ với lòng là mình còn trẻ mà, thế nên là cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên đúng không? Nhưng mà đến lớp 12 rồi thì những cái sự ưu tiên của mình nó lại dành cho những thứ lớn hơn. Ví dụ như là những mục tiêu của mình, những dự định của mình trong tương lai. Thế nên là nhiều khi mình ước là mình cứ bế mãi thế này thôi, không cần lớn cũng được. Mọi người ạ, mình đã đi xuống đến nhà để xe rồi và mình phát hiện ra là mình để quên mũ bảo hiểm với cả là sạc xe ở trên lớp. Tức cái mình đó trời. Hình như là mình xa nhà con bạn đi học cùng nó nhiều quá ấy, thế nên là bây giờ con chó nhà nó còn chẳng thèm sợ mình mọi người ạ. Nếu mà mình được chấm điểm thời tiết thì mùa thu nhất định sẽ là 10 trên 10. Chỉ cần mình đi học muộn một xíu thôi là thế nào cũng gặp phải cái cảnh tắc đường này trời ạ. Kiểu như là mình có một niềm đam mê mãnh liệt về bộ môn đá cầu ấy, thế nhưng mà khả năng của mình không cho phép, hay là mình chỉ dám ra chơi cùng các bạn một xíu thôi. Đây là các bạn mình khi quá chán nản với việc học và quyết định xem phim ma để giải tỏa tinh thần. Chả hiểu sao học thì ít nhưng mà sách thì lúc nào cũng phải mang nhiều mới chịu cơ. Cứ hết gió phát là mặt mình nó lại hớn ở hẳn ra ấy. Và để kỷ niệm một ngày thời tiết vô cùng mát mẻ thì chúng mình quyết định sẽ đi ăn phở cùng nhau. Ai đó hãy giải thích cho mình là tại sao người ta để con bò ở đây thay vì cái bát phở bò. Cái này là bạn mình nấu từ ở nhà mang đi để ăn trưa ấy. Thế nhưng mà sau khi bị dụ dỗ thì đã quyết định bỏ cơm để chạy theo phở. Không biết mọi người sao nhưng mà đối với mình kiểu được ăn là một cái gì đấy rất là hạnh phúc ấy. Mà xong đi ăn với bạn còn vui nữa tại vì là bọn mình cứ vừa ăn vừa đùa với nhau ấy. Bạn mình nó còn bảo là hôm nào về cũng mỏi mồm vì cười nhiều quá mà. Này thì cái tội cố chấp đi ăn game mặc dù biết là trời đang sắp chuẩn bị mưa to rồi. Nhưng mà dù sao thì cái sức hấp dẫn của game cũng rất là khó chối từ ấy. Dầm mưa sau người mình ướt không khác gì chuột lột luôn. Chiều nay mình phải học chuyên đề mà giờ thì vẫn lông bông ở đây mọi người ạ. Cái game của bạn mình chị đấy làm có hình dạng kỳ cục dã man luôn á trời. Đúng là con gái kiểu bọn mình làm gì cũng phải check in chụp ảnh các thứ rồi mới ăn ấy. Đứa nào mà dám ăn game trước khi chụp thì xác định luôn xong đời. Hình như mình có cảm giác là ăn game trời mưa nó bị ngon hơn bình thường ấy. Kiểu mình cắn một miếng game xong rồi tan chảy ở trong miệng, ngon dã man luôn. Đấy, nhắc lại thấy thèm rồi. Đầu năm thì câu lạc bộ tiếng Anh của bọn mình có tuyển thành viên mới, thế nên là chúng mình ở lại sau học chuyên đề một lúc để phỏng vấn các bạn. Đợt này thì mình nhớ quay bằng cam trước của điện thoại, thế nên là chất lượng của nó hơi kém một xíu, mọi người thông cảm cho mình nha. Chống nung. Em inbox cho mình để nhận được số tài khoản để bác nhậu mình tiền đi ăn nào. Rồi mình cũng không hiểu chống nùn là cái gì mọi người ạ. Mình đảm bảo với mọi người là bánh mì Trần Phú ngon nhất cái nách luôn. Đây chính là outfit thể dục của trường tui nè. Mình vừa mới chơi bóng chuyền xong và lúc này thì không có gì tuyệt vời hơn cái quạt của thầy cô giáo. Kiểu tự dưng buổi trưa về mình bị thèm chế bởi dã man tàn bạo, thế là lại phải đi ăn thôi. Chả hiểu sao nhưng mà dạo này mình cứ như kiểu bị thần ăn nhập với mọi người, ăn lắm dã man luôn. Do là nhà xa nên là mình phải đến trường từ rất sớm, kiểu mệt thật sự luôn ấy. Nhưng mà được cái là nắng đẹp nên tha. Hồi trưa thì chị mình có bảo là thèm mình muốn ăn trứng muối, thế nên là mình mới đi mua chứ không phải là vì mình thèm đâu.
Hôm nay là thứ bảy, thế nên là mình được người yêu chở đi học nè. Vì là hai bọn mình một đứa cấp 3, còn một đứa thì lên đại học rồi, nên là cũng chỉ gặp nhau được 1 đến 2 ngày cuối tuần thôi. Chả hiểu sao bọn mình sắp muộn học rồi, nhưng mà đi hai nhà thì hai nhà bánh bao đều chưa kịp nóng mọi người ạ. Thế là mình quyết định là mua bánh bao nguội luôn. Lúc mà mình thấy ông người yêu mình mua hai cái bánh bao ấy, thì mình tưởng là kiểu cho mỗi đứa một cái, mà không ngờ là ông ấy đưa cho mình cả hai cái luôn. Nhưng mà khổ nỗi là cái nào cũng ngon hết. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy đồng phục lớp mình xinh xỉu. Đến buổi trưa thì hai bọn mình lấp đầy dạ dày bằng tteokbokki và mì tương đen. Ngon thì ngon thật nhưng mà cay dã man luôn đi. Nhưng mà vẫn ăn hết sạch. Vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến hết video. Bye mọi người.